Đã bao giờ quý vị từng mơ ước được xoài cánh thiên ưng, vừa trên cõi thế trầm luân, bay giữa bạt ngàn vũ trụ để xuôi về cố quán, nơi lung linh ánh sáng nhiệm màu, nơi dẻo dắt âm thanh dịu ngọt, nơi chan hòa thánh sủng từ ân. Have you ever soared with the wings of the heavenly bird above the sorrowful world to fly across the vast universe to return to the original abode where light sparkles miraculously, where sound reverberates sweetly, and where heaven's grace pervades? Những lời ca tiếng nhạc trong ca khúc sau đây sẽ giúp quý khán giả chắp cánh cùng Thiên Điểu, một thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư do nhạc sĩ Trần Đình chuyển thành ca khúc do phần trình diễn của ban nhạc Cỏ Lạ. The music and lyrics from the next song will help the audience to stretch your wings and to soar along with the Bird of Paradise, a poem from Supreme Master Qinghai, adapted into music by musician Trang Đình, performed by the Cỏ Lạ Band. Ban nhạc Cỏ Lạ từng lưu diễn rất thành công ở Moscow, Ukraine, Pháp, Hồng Kông, Hoa Kỳ. Với tài năng nghệ thuật thiên phú và niềm đam mê, ban nhạc Cỏ Lạ đã mang làn gió mới, cách tân nền âm nhạc truyền thống. Bằng cách kết hợp các nhạc cụ truyền thống, cổ truyền với cách trình diễn tên tấu hiện đại. The Cỏ Lạ Band have toured very successfully worldwide in such diverse locations as Moscow, Ukraine, France, Hong Kong, the United States and more. With their gifted talents and their passion for art, the Cỏ Lạ Band has brought forth the wind of change for the innovation of the traditional music by combining the traditional musical instruments with a modern performing style. Ngay sau đây, xin một tràng pháo tay nồng nhiệt chào mừng nhễ kỵ sĩ duyên dáng của ban nhạc Cỏ Lạ. Let's give a large round of applause to welcome the charming members of the Cỏ Lạ Band. Thank you.
Xin cảm ơn ban nhạc Cỏ Lạ cho phần trình diễn thật tuyệt vời. Thank you, Carl Lab Band, for the wonderful, wonderful performance. Kiếp sống vô thường, đời người huyễn mộng, chúng sinh còn mãi trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nên những tâm hồn thánh thiện làm sao khỏi xe lòng. Nỗi niềm đó đôi khi không biết tỏ bày cùng ai, tạm tìm về sự đồng cảm của đấng bụt từ bi. It's the ephemera of existence, the illusions in human life, and the endless journeys of sentient beings in the cycle of birth and death that the heart of the saintly tormented, not knowing to whom to express those feelings. Sometimes, therefore, they seek the empathy of the compassionate Buddha. Ngay sau đây, kính mời quý khán giả thưởng thức dòng nhạc mang âm hưởng thiền qua ca khúc Nói với Bụt do nhạc sĩ An Thuyên phổ từ thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư, với phần trình diễn của nữ ca sĩ thuần chay Hồ Quỳnh Hương. Next, we invite you to enjoy the spiritually oriented melody A Word with the Buddha Stone Statue, adapted into music by the musician An Thuyên from Supreme Master Qinghai's poem and performed by the vegan singer Hồ Quỳnh Hương. Thank you.
Xin cảm ơn nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cho phần trình diễn thật xuất sắc. Thank you, Hồ Quỳnh Hương, for that wonderful performance. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh từng chia sẻ rằng ông có những ấn tượng vô cùng sâu sắc trước những vần thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Và ấn tượng đó đã được truyền cảm hứng cho ông dùng những tiết tấu du dương của dòng nhạc jazz để phổ vào thi phẩm Bao Giờ Gặp Lại của ngài. Ladies and gentlemen, musician Trung Học Nghiêm once said that he had a very deep impression of Supreme Master Ching Hai's poems, and that impression inspired him to use the scintillating rhythms of jazz music for the rendering of her poem, When Shall We Meet Again? Ca khúc này sẽ được gửi đến quý vị sau đây qua giọng hát của nam ca sĩ Ngọc Luân. This song will be presented to you by singer Ngọc Luân. Gặp lại người yêu ơi, đến bao giờ gặp lại người yêu ơi, đã hò hẹn kiếp nào từ xa khuôn, tình thiên thu như cố đồ rêu mơ, vầng trăng thì sao lùi cũ chờ vơ, đến bao giờ gặp lại người yêu ơi. Vẫn mong ngày hội ngộ người yêu ơi, nửa hồn đó bận rìa vào trong ta, như sao rơi giữa vũ trụ bao la, như tinh cầu giang dở ánh tinh hoa. Gió nghe thương lộng lộng hai chiều ơi.
Cảm ơn ca sĩ Ngọc Luân đã mang đến cho khán giả những giây phút thật nên thơ và lãng mạn. Thank you, Ngọc Luân, for bringing us those really romantic moments. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, thơ và nhạc luôn là đôi bạn song hành, là nhịp cầu kết nối những trái tim đồng cảm, dệt nên những bản tình ca thắm đượm tình người. Thật vậy, dòng thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư thật là một sự rung động đặc biệt đối với các nhạc sĩ lừng danh trên thế giới như Bill Conti, Fred Collin, Conliff, Onkasha và Phạm Duy, mang đến cho họ những cảm nhận mới lạ về tình thương và vẻ đẹp. Ladies and gentlemen, from ancient times, music and poetry have always been close companions. They are the connecting bridge of sympathetic hearts that weave into the songs of love filled with affection. Indeed, Supreme Master Ching Hai's poems have been a true inspiration to the world-class musicians such as Bill Conti, Fred Carlin, Bill Cunliffe, Al Kasha, Pham Duy, etc., giving them new and extraordinary feelings of love and beauty. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc là một trong những nhạc sĩ tài danh với rất nhiều nhạc phẩm phổ từ thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư như Chỉ Là Giấc Mơ, Từ Độ Yêu Người. Among such musicians is Trần Quang Lộc, with many songs adapted from Supreme Master Ching Hai's poems such as Only Wishes, Since I Loved You, and more. Xin một tràng pháo tay nhiệt thành chào mừng nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Let's give a joyous big hand to welcome musician Trần Quang Lộc. Kính thưa quý vị quan khách, thật là một niềm vinh hạnh cho tôi hôm nay được mời tham dự lễ ra mắt sách nghệ thuật Thiên Đường và thi tập Người Tình Thiên Cổ của Thanh Hải Vô Thượng Sư, và được thay mặt cho khán giả, quý khán giả bày tỏ lòng tri ân đối với Ngài, một vị thầy tâm linh nhân ái. Và cũng là một người nghệ sĩ đầy tài năng. Thưa quý vị khán giả, tôi yêu những áng thơ hồn nhiên, nhẹ nhàng như gió xuân và chan chứa tình thương, giàu ý nghĩa của thi sĩ Phi Vân. Những áng thơ dạt dào, xúc cảm đã làm rung động cho tôi và gợi hứng cho tôi phổ thành nhạc. Thơ của Ngài là tiếng lòng dành cho những tâm hồn còn mãi mê lầm trong nhân thế trầm luân. Xin tri ân nhà thơ đã cho tôi được chấp cánh cùng những bài thơ mang đầy chất bao dung và chuyên chở tình người. Ở đó tâm mơ hồ nghe ngọn gió thiền môn lãng đãng giữa đất trời, bởi hạnh phúc là một cuộc kiếm tình phải trải qua nhiều dâu bể mới mong tìm thấy, để mỗi khi nhìn lại ta nhìn cuộc đời thêm can trường hơn, thấm thía hơn, từ đó càng thêm nâng niu và giữ gìn những phút giây hạnh phúc đã qua. Ngôn ngữ của thi sĩ Thanh Hải Vô Thượng Sư mang những giai điệu lạ. Trong thơ luôn có những dòng khát khao tình người bằng một thứ tình cảm không bi lụy, không ai oán. Cảm nhận như sự chia sẻ từ một bàn tay ấm áp mở ra, hay một sự thân thiết từ ánh mắt trìu mến nhìn cuộc đời, thúc giục lòng người phải vươn lên tìm đến an bình vào lòng nhau. Bởi thưa quý khán giả, bởi nếu muốn nhìn trên đỉnh núi, hãy vươn lên đến mây trời, và nếu muốn tìm hiểu đất trời, xin hãy trầm tưởng tìm đến những nơi không còn có hận thù, nơi mà mọi người đến thế giới này đều yêu thương nhau bằng tấm lòng nhân ái của loài người. Làm sao nghe được tiếng véo von từ đồng nội khi tai ta còn vang vọng những nao nức phồn hoa?
Sự hòa quyện giữa nhạc và thơ như một tố chất sản sinh những âm thanh diệu kỳ, lắng đọng những dư âm ngọt ngào của tình bạn, tình yêu quê hương đất nước, để chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm vui cùng những nỗi buồn như nhà thơ đã viết. Hãy sống cho nhau một kiếp này, hãy sống cho nhau bao ngày mai, hãy đem thiên đàng vào địa cầu, hãy man yên bình vào lòng nhau. Thưa quý vị, những dòng thơ của thi sĩ Phi Vân như những dòng nước nhẹ nhàng trôi mênh mông vào những vườn hoa. Mỗi khi nhảy bước vào vườn hoa nghệ thuật đầy hương sắc và đắm mình trong dòng sông thơ dài ấy, tôi thấy mình như một chiếc lá nhẹ trôi, như một giọt nước nhỏ bé khiêm nhường được trở về với đại dương mênh mông thuần khiết. Chắc hẳn quý thánh giả cũng sẽ có những cảm nhận như vậy khi thưởng thức tuyệt phẩm nghệ thuật thiên đàng và thi tập Người Tình Thiên Cổ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Một lần nữa xin gửi đến Thiền Sư Thi Sĩ Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng quý quan khách lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Thưa quý vị, nhân dịp thi tập Người Tình Thiên Cổ được ra mắt độc giả yêu thơ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã mến yêu để tặng những dòng cảm nhận thật ý nghĩa trăng trên trang bìa của thi tập. Ladies and gentlemen, on the occasion of today's book premiere, musician Trần Quang Lộc has lovingly dedicated his very meaningful commentary to be included on the cover of The Love of Centuries. Xin chân thành tri ân nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã sẻ chia với chúng ta những cảm nhận chân thành, sâu sắc và những tình cảm chân quý của nhạc sĩ dành cho Thanh Hải Vô Thượng Sư. We sincerely thank musician Trần Quang Lộc for sharing his deep feelings and for his cherished affection for Supreme Master Ching Hai. Thưa quý vị, bức tranh thiên nhiên thật toàn mỹ với rừng sao thắp sáng bầu trời đêm và mặt biển rì rào cơn sóng biếc và còn với nàng trăng dịu dàng kiều diễm, người bạn tri ân son sắt của chúng ta. Ladies and gentlemen, it's a painting of nature so perfect amid twinkling stars, illuminating the night sky, whispered by waves in the ocean, together with the charming soft embrace of the moon, earth, and humankind's intimate companion. Từ vô thủy, trăng đã lay động tâm hồn biết bao thi sĩ. Trong lòng trời đêm huyền diệu, vầng trăng lung linh, không những luôn ân cần lặng lẽ đánh thức tâm linh nhân thế với những cảm xúc dịu dàng, mà còn thăng hoa bản chất thao thượng bên trong mỗi con người. Since the beginning of eons, the moon has inspired the hearts of countless poets. In the deep and fanciful night sky, the sparkling moonlight not only gently, quietly awakens earthly love with the feelings of tenderness, but it also uplifts the noble quality in each human being. Với những cảm nhận sâu sắc, nhạc sĩ Minh Hà đã tri ân vẻ đẹp kiều diễm của vầng trăng và chuyển thi phẩm Nàng Trăng Của Ta thành nhạc phẩm nhẹ nhàng thanh thoát. Xin một tràng pháo tay chào mừng nàng trăng Võ Thị Lan và ca sĩ Khải Hồ Quỳnh Hương với nhạc phẩm Nàng Trăng Của Ta. With her sincere feeling, musician Minh Hà has shown her gratitude to the charming beauty of the moon and has transformed Moon of Mine into the music of the truly gentle and uplifting. Let's make our happiness be heard to welcome Moon Fairy Vo Thi Lan and Ho Quyen Huong with Moon of Mine.
trong chiếc áo đồng tha thướt lượt là, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trông thật kiều diễm phải không quý vị? Một lần nữa xin một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và nàng trăng Võ Thị Lan. In an elegant dress, singer Hồ Quỳnh Hương looks so charming like a moon fairy. Once again, please extend a nice round warm applause to dedicate to singer Hồ Quỳnh Hương and moon fairy Võ Thị Lan. Sau đây, kính mời quý vị lắng lòng thưởng thức một thi phẩm vô cùng xúc động của Thanh Hải Vô Thượng Sư với phần trình diễn rất độc đáo của nghệ nhân tranh cát Đặng Chí Đức. Ladies and gentlemen, next we'd like to invite you to enjoy a genuinely touching poem from Supreme Master Ching Hai through the unique performance of sand drawing artist Đặng Chí Đức. Sống tù hãm trong chuồng dơ chật hẹp, đến bao giờ mới hiểu chữ không gian? Thân ngập dùi trong phân tiểu hôi tanh, mặt trời ấm biết thở nào thấy được. Da thịt này nào hay làn gió mát, chỉ con người mới hưởng cảnh vui chăng? Xoay bên nào cũng trở ngại khó khăn, thuốc bột uống làm lu mờ trí óc. Trưa nóng đốt, đêm lạnh lùng rét mướt, không khí trong lành chỉ có trong mơ. Âu yếm con hay đạp chúng giật giờ, hay chết thảm trong nhấp nhơ giá lạnh. Nếu còn sống khác chi điều bất hạnh, bị ăn tươi sát hại bởi con người. Mặc cho con chưa đủ lớn tuổi đời, ôi Thượng Đế còn nỗi nào cơ cực. Cơn ác mộng biết bao giờ tả xiết, loài người ơi liệu có mấy ai hay. Suốt đời tôi trong thống khổ đọa đày, miếng thịt tôi làm mồi ngon cho họ. Chen trúc nhau trong toa xe gò bó, toát thịt rồi, tàn phế cả đôi chân.
treo ngược lên một cẳng móc lên trần, rạch cổ họng như một tên tử tội. Ruột gan đứt đầm đìa trong máu xối, tôi đớn đau gào thét lạy da người. Họ lạnh lùng xem chỉ một trò cười, dường như đã trở thành câm mù điếc. Từ bao giờ con người thành ác nghiệt, đánh mất cả rồi bản chất yêu thương. Họ đá đâm cắt mổ thật vô lường, đau thương quá nào ai cam chịu nổi. Cứu tôi với, nào ai thương tôi với, có nghe không, nào ai có thấy không, chỉ toàn máu, máu linh láng như sông. Trong ngục tối xích xiền kinh hãi quá, không thấy ai, chỉ đêm đen búa tạ. Một cảnh thê lương bóng tối rợn người, lưỡi dao sắc thoạt trông đã rụng rời. Tôi lẩy bẩy khiếp hồn run bần bật. Chẳng ở đâu xa, đây thật rất gần. Nhân loại ơi, có thể nào như vậy? Tội tình gì người ra thay thế đấy? Sao nỡ giết tôi? Sao nỡ thịt tôi? Hãy hình dung đó chính là người. Hãy hình dung đó chính là thân nhân quý vị. Quý vị vừa thưởng thức màn trình diễn thật ấn tượng của nghệ sinh, nghệ nhân Đặng Chí Đức với lời thơ trăn trở ưu tư của Thanh Hải Vô Thượng Sư. You've enjoyed the really impressive performance of sand drawing artist Đặng Chí Đức in conjunction with the earnest verses of Supreme Master Ching Hai that is filled with concern and sincere worry. Chúng tôi mong rằng sau khi lắng nghe nỗi lòng của những người bạn thú đồng cư, nhân loại sẽ nới rộng vòng tay yêu thương để cùng nhau xây dựng một địa cầu an bình và hòa hợp. We hope that after listening to our animal cohabitants' inner feelings, all of us as humanity will open up our arms and love and live in peace and harmony on our planet. Ngay sau đây, mời quý vị hướng lên màn hình cùng theo dõi đoạn băng thu hình giới thiệu tác giả của bài thơ cảm động mà chúng ta vừa thưởng thức. Xin kính mời quý vị. We now invite you to watch a brief video introducing the artist who wrote the poem filled with such love and inner feelings presented earlier. Let's enjoy. Nước Âu Lạc, từng dòng sông rằng núi, từng bước đường vang vòng khúc ca dao, từng nắm đất vươn dậy mầm sức sống, cổ tích thần kỳ truyền kể đêm trăng, non sông dịu hiền dải đất thiêng liêng,
một ánh sao mai tỏa sáng khắp miền, ngài Thanh Hải vô thường sư toàn giả giáng xuống trần gian nơi miền Trung Âu Lạc. Nhìn muôn loài giữa bể đời tan tác, nhìn con người chưa thoát khỏi điêu linh, ngài ưu tư khắc hoài tấm chân tình, từ thuở bé đã đồng lòng Bồ Tát. Trái tim ngài biết bao lần se thắt trước nỗi niềm của muôn vàn sinh linh, quyết rời xa mấy ấm gia đình, thân nhi nữ bốn ba tầm đào. Biển rồng non ngàn bụi trần vương ảo, tìm chân sư qua vàng nẻo gian nan, Hy Mã Lạp Sơn cuộc hành trình dấu bể, đại ngộ bừng Quang Âm thuở khai thiên, thoát khỏi tự sinh tẩy sạch ưu phiền, sống hạnh phúc an nhiên trong thiền định. Tiếng kêu than từ muôn loài thảm thiết, nếu chân ngài lưu lại chốn trần gian, mở rộng vòng tay thương mến vô vàng, ban ân phúc đến muôn trùng vũ trụ. Bao tai ương giữa cõi đời lám lũ, động đất sóng thần bạo lửa tan hoang, chiến tranh thiên tai đói rét cơ hàng, khủng khổ lầm than bao cảnh đời phiếu bạc. Ngài là biển tình thương xoa đời dịu mát, nhân loại ban tặng ngài nhiều giải thưởng tri ân. Trực tuyến truyền thanh, hội thảo truyền hình, ngài là vị khách mời uyên thâm trí huệ. Dứt sát nghiệp cứu địa cầu kẹo trễ, ngài ngược xuôi bốn ba trần thế, truyền pháp lành qua thiền đình Quảng Âm, để ước mơ hoàng kim trở thành sự thật, để con người tỉnh thức sống bình an, sống vinh quang trong hạnh phúc ngập tràn, không giai cấp, không hận thù biên giới. Tay đan tay trong niềm vui phơi phới, ăn chay sống xanh để cứu địa cầu, thông điệp này sẽ vang vọng ngàn sau, đưa nhân thể về bến bờ ân phúc. Trước sư phụ chúng con thành tâm dâng lời kính chúc, hành nguyện ngài sắp thành đạt nay mai, vì nhân gian đang chuyển hướng thuần chay, và thế giới sẽ sinh tồn vàng đại. Chúng con xin dâng ngài lời thánh khải, nguyện theo ngài trên mỗi bước chân đi, khắp năm châu vui hát khúc từ bi, cùng xây dựng thế gian thành thiên đàng tài thế. Quý vị vừa thưởng thức đoạn băng thu hình giới thiệu thi sĩ thuần chay Thanh Hải Vô Thượng Sư qua giọng ngâm truyền cảm của nghệ sĩ trường chay Hồng Vân. You have just enjoyed the video presentation introducing the vegan poet Supreme Master Ching Hai by the soulful voice of vegetarian musician Hồng Vân. Lần đầu tiên, chân dung Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được tôn vinh một cách sống động bằng thơ, chuyên chở biết bao tình cảm mến thương và lòng tri ân sâu sắc của hội viên chúng tôi dành cho vị thầy vô vàn kính yêu. The splendid poem which we have just enjoyed vividly honors Supreme Master Ching Hai with no small measure of the adoring affection and deep appreciation members of our association have for a greatly beloved teacher. Và ngay sau đây, ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, tác giả của quyển sách Nghệ thuật Thiên Đàng và Thi Tập Người Tình Thiên Cổ, sẽ trò chuyện với chúng ta qua trình trực tuyến. Right after this, Supreme Master Ching Hai, author of the two books Celestial Art and The Love of Centuries, will join us through a live video conference. We love you, Master. Love you too. We love you more. Thank you so much for all this
What a beautiful day you made for me. It's wonderful to hear your voice, Master. I hope you all happy. Yes, we are very happy to hear from you. Enjoying yourself? Yes. You look young and beautiful today. Oh, and only today, always, baby, always. Thank you. Just joking. Beloved Master, we are overjoyed by your loving presence today. For the book premiere of the Aulises or Vietnamese editions of your two wonderful publications, Celestial Art and the Love of Centuries, which compile the heavenly works of art that you have compassionately created for the adornment of Earth. Hi there, every beautiful people in that audience. I love you, hug, kiss. I love you now too. Yeah. Oh my God. I wish I was there physically just to look at all of you. I mean, eyes to eyes contact and just to tell you in your ears, whispering that I really love you and I really am grateful for all your hard work to manifest this beautiful meeting today. And that I'm so grateful to all of you, especially the Thai people, the Thai royal majestic family, and the Thai smiling country, and the open, generous, understanding, sympathetic, and good government of Thailand. I want to thank all of you. And may Buddha bless you all. Bless you and bless Thailand. Thank you so much for being with us today, Master. I'm very happy. I'm very happy. That was just a thank you speech. And I have something more for you. Would you like to hear, or that was it? Do we have time? Yes, we want to hear you, Master. Yes, please. I want to hear a lot from you. Okay, I thought maybe your schedule is so tight. I prepared in case, okay? Now, because I want to express something about the artist people in the world. And I tell you a very nice, like, bedtime story, except that it's not bedtime now. Please don't go to sleep on my speech, okay? Sure. So we won, Master. Yeah, here come. I wrote this story specially for you. Yeah, not just for children, for you. Thank you, Master. Please share with us. Yeah, okay. In the beginning of the creation, allow me to speak English. You have translation into Aulases, yes? And Thai, yes? Yes, we do. Yes, we do. Okay. Then I speak in English, okay? Because we are international. We are the global community and we should be more comprehensible to everybody. But I love Vietnamese language. You know that, right? That's why most of my poems are made in Vietnamese, huh? I mean, Aulases. You know I love you, right? You know I love Vietnam. Okay. In the beginning of the creation, God created two group of people. Guess who? Can you tell me? Please tell us, Master. Maybe the smart general, the army personnel who sit there, maybe he can tell me. He looks so smart. He looks thinking, pensive all the time. Can you tell me which one? Okay, I give you a hint. The first group is the artist group. All right. And the second group? Anybody tell me, second group? Please tell us, Master. Okay. All right. You know it. You just want to make me feel important. All right. I accept the honor. The second group is the non-artist group. It's so easy. Yeah. Okay. Right. So, the artist people,
The artist group happily go about creating art, making songs, making music, writing poetry, reciting poetry, singing songs, dancing, sculpturing God's creations and God's picture. Well, it's just imaginary because God doesn't really have a form, you know, because God was very polite. Yes. Suppose God appear herself as a man, then all the women would say, that's not fair. Yeah, that's not fair. And then if God appear as a woman, and then the man will be jealous. It's not right. It's not right. We're strong. We're tough. We should be God-like. Yeah, and woman say, but we are loving. We are caring. We are taking care of all the children and the people on the planet. We are the mother of all. So we should be God-like. God had difficulty to appear either as man, woman, or even, you know, other creation like animals or, you know, trees. Yes, has we always have problem in one form or another, except in our own individual vision. When we wanted to see God, then God might appear in a form that we like and we're familiar with. Huh? Yes, okay. Now, so the artists are creating things, painting picture, making photograph, you know, and even making television, the Supreme Master television, and all kind of artistic things that they do. They even, like decorate gardens, make all kind of beautiful parks, and creating even stream, river, man-made waterfall, creating all kind of beautiful interdecoration, lamps, you know, and wallpapers, and painting on the wall, making water fountain square in the cities, and all kind of things that they do. And they were so happy, happy, happy making all of this. And they enjoy themselves making it. And God was very pleased. Yes. But after so long while, the artist was so busy making this artistic creation, and they didn't have enough time to support themselves financially. Yes. And then the non-artistic people, they go about in their business. They're making transactions, they're printing money, they're making gold, they're opening banks, they're making all kind of things materially to offer comfort to themselves and the co-inhabitants, yes? And nobody even bother or have time to enjoy the creative, artistic work of the artistic group. So after a while, only God and the artistic people enjoy their work. And the artistic people also in short of financial support. Yeah, nobody enjoy their art, nobody pay them anything, and they're too busy making art to earn the living. Now, they begin to think, wow, what is the use of making all these artistic things and beautiful creation? Well, nobody enjoy it. Even God enjoys it, but God can make better thing than this, so our artistic creation amount to not much. Nobody appreciate it anyway. So maybe we should change job. Maybe we should also turn ourselves into non-artistic people and join the non-artistic group, making money, living in luxury, living a life of comfort, in abundance, instead of toiling all the time and having nothing to spend and don't have enough even comfort for life. For the lifestyle that everybody else, most other people, non-artistic group people have. Yes. And then they was complaining in their heart, but they say, God already assigned us to be artists. So before we change our job, we better talk to the boss. You know, God. Right. So they brought themselves into the court of the Almighty and complained and air their complaint to him. And of course,
Hess was thinking, oh yes, you're right, they're right. Hess was having so much compassion, sympathy, and understanding for this artistic group. Of course, we would, no? Would we? Yes, Master, absolutely. Good. I don't hear the audience. Okay. They all say yes, too. Ah, good, good. You don't give the microphone, that's why. Okay, I heard it now. Now, God feel very sorry, sorry indeed, for the artistic group of people. And Hess was thinking, what to do to make it better. Ah, of course, Hess had an idea. Yeah, of course, Hess is God. He always have idea, no? Always right, always have idea immediately. And then he created the third group. Guess which group? Now you can tell me, right? Yes? No. tell me. The non-artists that are becoming artists. No! And then who makes money for you? who plants vegetable? Who build cars? And who build houses? Who build bridges? They're also very important, you know? Yeah, but it's good guess. Good try. Yeah, the non-artist people are also very, very, very important. Even the garbage collectors are very, very important. Imagine we don't have any of them, huh? Where do you live? How you transport yourself? Where is the airplane, huh? How is the road? Good or not good condition? Yeah, especially for Bangkok before, you know, it was very bad traffic. And now they built a better road system, huh? Yeah, and then very fast now. Remember before, I was in Bangkok one time, and people told me there's only 2 traffic days in Bangkok. I said, what? You mean 2 days? Every day is a traffic day in Bangkok. They told me, no, or 2 days, rainy day and non-rainy day. Okay, good. No. Okay, good. Good to have sense of humor as well, and good to appreciate humor. Now, you see, so non-artist people are also very important. If everyone was to turn into artistic people the way you suggested, then we will all become breatharian, yeah? And all just stay in our tent somewhere or in the cave, doing nothing, meditate all day, which will be also fine. That'll be like heaven. But at the moment, I do not think that the whole population of the planet would like our world to become that kind of heaven yet. So we have to compromise. So God had to compromise. So what did God do? God created the third group, which is the art lovers. Oh, thank you, Master. Yeah. Yes. Okay. So the art lovers, they adore the artistic creation of the artists, yes, and they support them, you know, as much as they can. You see, the art lovers, they not only love art, they also can earn money, see, and then they can support the artists while the artists busy thinking and arranging and creating the new artistic creation all the time. So God was very pleased with his arrangement, and the artist people were also very, very mightily happy. Yeah. We have 3 groups now in the world. You can see that, huh? Okay. Yes, that makes sense. So now you know which group you belong to. Well, let me see what else did I note here for you. I think that was it. Thank you so much, Master. Yeah, not yet, not finished, huh? Okay. Don't you dream of leaving before I finished. Oh, no, Master. I know, I'm just joking. All right, yeah, all right. I just tell you the kind of categoric character of the 3 groups so you know which group you belong to, if you care. The material group are energetic, more go-getter, more enthusiastic about
about the life material comfort and creating it and making it more and more abundant and more comfortable each day. And the artist people, they are more idealistic, they're more dreaming like, and they're more gentle. Yes, they're more pensive. Because they always be more inside, you know? Like the non-artistic people, they're more extrovert. Yes. They're more creative in material things. And the artist people, they're more introvert. They're more inside. They're more thinking, pensive. So that they can create more extraordinary, beautiful work for all to enjoy. And even to please God. Yes. And the art lovers, they're also doing their job very well by supporting the artists. Yes. But I would like to have more artist lover, art lovers, so that the artists, any of the artists, when they're alive, they don't have to fare too poorly in comfort, and they will not have to lack anything. I mean, basic necessity for human comfort and dignity. Let's hope the art lovers will be more and more spread on this planet, and then they should remember and return to their original purpose to support true artists more and more. And even the non-artistic people should also appreciate and support the artists more. Amen? Yeah? Yes, amen. Thank you, Master. Did you like my story? Very much. Everybody very much here, everyone here. We love it. I made it up for you. I hope God agree with Master. That. Yeah. But you can see in our world, it is like true, isn't it? That story, huh? It's true, isn't it? It is true. Yes. It is true. Thank you for inspiring me to think of that story for you. Now, I have a little bit more things about artists. If you have time, yes? Yes, Master. We have all the time in the world for you. All right. Okay. Because I would like to talk more about the artists. Of course, I could talk forever, but let's make it short. Now, because true artists, they're half saints already, before they even practice any meditation or yoga. The Indian proverb is saying that true artists are half saints. Now, because they love all, they love all the time, including their adversaries. There's no enmity among real artists. I myself personally have many wonderful experiences with artist people. And art lovers as well. They're a special kind of people. Very, very special. Through all my many expos and performances, which you kindly arranged and then invited me, sometimes surprised, sometimes half surprised. The artist's kind and encouraging words, even just like today, from Nguyễn Thị Hồng Ngác, from Trang Quang Lộc, from Hoa Sĩ Nhiêm, etc. They uplift their words, uplift the audience's spirits, including mine. Such a wonderful speech they made. I wonder how can anybody ever make such a beautiful speech like that. I mean, I don't know if my poetry deserves such praises, but their speech are so exceptionally out of this world, yet it's from the depth of their heart I can feel. Everybody can feel that. And I wonder how anybody can ever write such beautiful expression for a humble poet like myself. And this is not the first time even.
you know, we have many expos from Beijing, China, Thailand, Germany, England, Taiwan, etc., etc., America. They always wrote so many beautiful, appreciative notes, not just a long speech, but very concentrated, appreciative, encouraging, loving notes that melts my heart to tears. And I'm sure it would melt anyone's heart. I always felt so much love, and I still feel so much love from them and toward them all the time, the artist people. Of course, I love all humanity, but the artist people, they give me so much love, so much encouragement. I'm sometimes overwhelmed by such a special kind of affection, a special kind of people. I'm grateful to God that God creates such kind of people on this planet. And I wonder why it has taken me such a long time to discover them. Maybe because now I'm more exposed to the public at large, so I have more chance to know them. Before, I was just an individual person, wrote some lines of poetry expressing my feeling here and there for myself. I never know that one day, this day, that has also been presented under the critical, expert, professional, scrutinizing eyes of the true, real, professional, passionate artists. And that I have such a wonderful, encouraging words from them. That's really make my day. I thank you so much all the time in my heart. Thank you, Master. The artists, they are truly here to beautify the world with their genuine loving spirit and exceptional talents. You all know, you all agree that they make us happy. You know, when you're sad, you hear their songs, you see their painting, you look at their poetry, you feel much better, uplifted, and your sorrow is gone, or partially gone, very quickly. Yes. They make us happy, contented, and look at lives more brightly, even in adverse situations. Not only with their artistic creations, but also through their gentleness and benevolent hearts. I wish all of people in the world has a chance to know any artist in person, not just through their work, because they are the representative of art themselves. Gentle art, benevolent art, loving art, these kind of abstract art, no one can even capture. Not photography, not canvas, not brush, not even poetry, not even songs. You can only feel it in their presence. You can only know it through your heart feeling. I do wish truly that everyone should get to know the artists more, to appreciate their beings, the great beings that create the great arts for us to enjoy. Their writing, their artistic expressions are the balm that soothes our pain and sorrow. Imagine the world without genuine artists like musicians, painters, poets, singers, writers, dancers, sculptors, anyone I forgot to mention? Even decorator for your house. Even the landscaper for the park or the square on the highway or in your neighborhood. They are the pillars of kindness and happiness. Though
our world does not always offer them kindness and happiness in return, sadly. I wish in the future this trend will change and the artists will be glorified so much for their deserving talent and gentleness. Thank you so much, Master. Thank you for your insight, for helping us appreciate artists more. Not just appreciating their work, but their extraordinary, kind heart, their high level of gentleness, and their exceptional talents, which brought smile to the world, which bring sunshine into our lives, which comfort us when we are in trouble and sorrow. All this should be appreciated and supported in whatever means possible by individuals and the society at large, so that they can contribute more to our world and secure their comfort materially for their life while they are working to beautify this planet. Their contribution may not always be in material substance, but in their being here by their contribution of happiness and nobility to our world. I can talk forever, forever about the artist. I myself fare very well, and I do not really need any material sustenance or support from anyone. But many artists don't have this fortunate situation and luck. I wish everyone would support them, help them in any way you can, because they offer you things that money cannot even buy. So whatever we have, if we can spare some, we have to support their work. I myself always, whenever I see some painters, even selling on the street, knocking at my door or in the restaurant while I'm having meal, if I see an artist with the paintings or anything artistic object to sell, I always buy, even if I don't need it. I buy it, and then I can give present for someone or find a corner in my house to honor it. I can talk about artists forever and praise them no end and love them immensely. I wish the world would do more favor for the artists, as myself, as an individual, cannot accomplish all this all the time and alone. I can only do my little best whenever I can and humbly and grandly salute them all fully in my heart and praying for their luck, praying for their happiness and well-being. I myself feel so blessed to know many of these angelic people, though not always in person. But I feel in my heart I can always communicate with them, heart to heart. I understand them. I know how they feel. And I feel that they have love for me and I have love for them all the time. Because we are connected through love and through passion for art in different forms and in different corners of the world. I feel the world should encourage artists more in different ways, should appreciate more their work, offer them more recognition and appreciation, offer more support, and offer more respect in all ways, all means, all aspects, and above all, not wait until they leave our world in misery, then sell their soul-stirring, heart-touching products for millions of dollars, while the artists themselves struggle with meager existence when they are alive among us. I wish this change, that the artists should deserve more honor while they are alive, more sustenance while they need it.
when they sojourn physically on this planet. This is not just about the artist. Yeah, go ahead. I can hear you. Thank you. Thank you for your support. Our world, what I talk about, is not just about the artist. If we support the artist or encourage the artist, it's not just about the artist or for the artist. It is about ourselves. That our world should learn to love more and spread love around, not just to family and friends, but to all on this planet. All true artists are love incarnate. They are here to give life plenty of sunshine and smiles on countless faces and hearts. We must love them. We must honor them. We must help them in whatever way we can. I don't really mean help as help. I mean just a little assistance. Truly, they don't really need our help. Whatever we can so-called help them, it's just to contribute, to show gratitude to what they offer to our world. Because what they offer is more than material value. We cannot buy their art. Actually, we cannot pay anything that the artistic do during their out of this world inspiration. We can only contribute a little bit to show our gratitude and kindness as a fellow human to another fellow human. We cannot even say help. Thank you so much, Master. I myself, if there is a company I'll be glad to be with all the time, it shall be the genuine, kind, talented artists and their art lovers. Whenever I read their comments, be it just a scribbling note, you know, in the art expo or an official speech like today from the professional artists and distinguished artists, whether from China, Thailand, Europe, America, etc., I felt transported through their notes of the artists and the art lovers into another world. I cry with happiness. I laugh with contentment because I am understood, because I feel their love. In this world of exceptional gentle kindness, of profound mutual understanding, of true appreciation, of true heart-to-heart communication, it feels like heaven for me, full of heavenly quality, full of sweetness and of genuine love. In that world, I can temporarily forget all sorrow and pain on this planet, or personal worry. I'm truly blessed to know that these kinds of humans exist. I love them all so dearly. So much love that I cannot express enough ever. My heartfelt kinship to these people, the artists and the art lovers. I just love them. And I want to take this opportunity to extend my full gratefulness again and again to the artists that I know or not know and the art lovers who make life a better place for all and for me personally. I can never praise you enough. I can never thank you enough. I can never love you enough. But you know I really love you all, and I thank you all from the depth of my heart, from my being. My heaven shield you. My God bless you forever, forever, in this life and in the next. Love you, love you, love you. Thank you all. Thank you, thank you. Thank you, Master. Thank you, Master. So much. Thank you, Master. I can talk forever, but that's it. Thank you, Master.
If you're ready, Master, we'll start with the question and answer session now. Continue your program, please. Okay, thank you, Master. The first question is from vegan musician Min Ha. Oh, vegan. Yes, vegan. À, 동자예요, 동자예요. 감사합니다. Your two poems, Moon of Mine and Let's Love, have been successfully adapted by him and were presented to the audience in the program today. Yes, I have been following your program. Con xin kính chào sư phụ ạ. À, chào Minh Hà. Dạ. Chào, chào thầy tu tại gia. Dạ, sư phụ ơi, con xin phép nói tiếng Âu Lạc đúng không ạ? Vì con không biết nói tiếng Âu. Rồi, được, được, cảm ơn. Nói đi, chào đồng chí thầy tu tại gia. Kính thưa sư phụ, kính xin ngài giải thích cho chúng con hiểu thế nào là nghệ thuật thiên đàng. Và người nghệ sĩ cần những phẩm chất gì để có thể sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thiên đàng như thế ạ? Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. May I speak English so it's easier for people to translate? Cho phép tôi nói tiếng Anh nha. Of course, Master. Tại vì mình có khán giả toàn cầu đó, họ thông dịch hơi khó đó nha. Ok. Yeah. Tại vì muốn vinh danh người Âu Lạc thì mới nói tiếng Anh chứ không phải là không nói được tiếng Việt. À, tôi nói tiếng Việt giỏi lắm á nha, đi lâu rồi nhưng mà tiếng Việt giỏi lắm. Tự khen mình. À, tại vì có khán giả toàn cầu cho họ biết khi văn hóa Việt Nam luôn đó mà nha. Ok nha. À, cho phép nha, cho phép không? Mọi người cho phép không? Rồi, cho phép mới dám nói. Rồi, đây. À, Minh Hà hả? Ok. In my case, Minh Hà, in my case, it all just came naturally, without me even thinking about it. So it seems that it's not me, it's not us who do things. It's heavenly inspiration. Maybe that's why the Taoists say that to do without doing is the best. I myself do not claim any credit at all for any good things, artistic or otherwise. But I dedicate the credit all to heaven's blessings. Yes. And actually, any artist can tune into this celestial realm in the heavenly blessing, for example, through their positive thoughts in order to create heavenly art piece. Yes. Do you have translation, Minh Hà? Yes? Yes, we have translation. Okay. Good, good. In Vietnamese. Okay. This is a beautiful language. Vietnamese, very beautiful language. I love, love. Okay. When a painter or musician is happy, are happy inside, the happiness comes forth naturally in joyful, elevating expression. So in a moment of creativity, this feeling would automatically be conveyed through the canvas or music notes. Sometimes art emerges from subconscious memories as well. People who have been fortunate enough to visit the celestial realms, or what we call heaven, often create advanced art forms or inventions that resemble the fantastic places beyond the earthly plane. So at least subconsciously, they are still in tune with this higher abode, which we call heaven. If an artist would truly like to fulfill his or her greatest potential as a creator, a creator's inheritance, children of God, children of Buddha, meditation would help them also. Yes, and being vegan like you are, we purify more the heart and the mind so that the celestial blessing, the heavenly inspiration can come through more easily, yes, without filtering through the material heaviness of the animal diet.
Yes, and the karmic consequence from that. Okay? Because meditation or deep contemplation or deep prayers simply puts us in touch with heaven. So it's easier to tap into the celestial realms. Some of our association members were never even artistic before. They never draw before. I myself also, except in schools, in our art class. Yes. But after meditating for a while, our association members, some of them discovered a new talents they didn't know they have before. And those who were already artists find new, even better inspiration all the time. If they do meditate and contemplate to be in tune with heaven. Yes. One of our association members is a professional artist in Germany, for example. She's quite professional and known. She says that before the initiation into our meditation method, her artwork focused on the themes of death and suffering. Maybe I have her artwork somewhere here. I check it out. reflected through a lot of black and gray and hardly any color in her canvases. But after initiation and meditating for a while, she is more contact with her higher selves and the love of heaven each day. Then her painting changed, more colorful, more vivid, more lively, and more happy, happier every day. It reflects her mood of happiness, of positive outlook, of the elevating spirit. I have here. Look, cameraman. this is before, black, gray, dark, death. You know, okay, yeah, and this is after, colorful. Rose, garden, yeah, happy mood. before, after. Okay, it's like a plastic surgery, right? Except it's inside. It's surgery inside. You know, our spirit will be uplifted through the profound contemplation of the heavenly quality, which come automatically. There's no need to go searching. Yeah? Everything comes through meditation. That's why even in the Catholic Bible, it says, seek you first the kingdom of God. Kingdom of God also means the Buddha land. I do not discriminate. Then everything else will come to you. This is true in my case as well. I can guarantee that. I can testify for that. Okay. Now, her painting had changed, you know, dramatically. You can see with a few theme of roses, a symbol of love. She couldn't stop painting roses again and again and again. You know, rose is love, right? Pink and green and sunny and blossoming everywhere. You would never guess that the same person made both kinds of paintings. And you know, I think her house also has some kind of sculpture. You know, a torturous sculpture. You have never imagined this kind of sculpture in your house. Like half-cut body, you know, or bowed and decapitated, for example, or cut the legs away and all kind of thing like that, even in the garden and inside the living room. My God, if I have that, I wouldn't be able to have any appetite. Oh, I would become breatharian automatically. Okay, now, you see, how good it is to contemplate on the quality of heaven. Then we ourselves also change and become a heavenly being as well. And she became also more successful even. Okay? Thank you, Master. Thank you for helping us understand celestial art more. No, so easy. You know, a happiness painting would probably be more appealing than the depressing ones, right? I don't think anybody would like to see the sculpture with decapitated or leg cut off and bound in chain and all that. Oh, this is terrible. Because most people like to feel happy.
Yeah, so a true artist should tune into the magnificent happiness storehouse of heaven in order to bring out the best to offer to this world. Yeah, examples of the German Kuan Yin practitioner artwork before and after initiation, you have seen it yourself. Okay? Thank you. Thank you. Thank you for your question. Thank you, Master. Thank you. Yeah, talented Minha and virtuous Minha. Ngọc Lương rất là vui vẻ và rất là hào hứng khi mà được tham gia chương trình, và đặc biệt là được hát cho ngài Thanh Hải Võ Thượng Sư. Đó là cái điều rất là lớn lao đối với Lương. Khi mà Lương trình diễn bài hát này thì Lương cảm thấy như là mình đang bay trong cánh đồng và bay trên tất cả những gì mà nhân thế họ đang tận hưởng. Thật sự Lương hoàn toàn ủng hộ cái ăn chay và bảo vệ động vật, bởi vì đó là cái điều bất thiết. Và thật sự Lương cảm thấy là cái điều này tất cả chúng ta đều phải làm cách đây rất là lâu rồi. Thế giới thường chay, thế giới hòa bình. Qua đầu những cái ngày đầu tiên mà tôi được tiếp cận với những cái án thơ của Thanh Hảo Vô Thượng Sư, hồi đó thì tôi cũng chưa biết đây là tác giả của những bài thơ như vậy. Trong những cái ngôn ngữ của nhà thơ Phi Vân là bút hiệu của Thanh Hải Võ Thượng Sư, không có giống những cái bài thơ mà được đăng trên các sách báo. Bắt đầu mình đọc, mình càng đọc mình cảm thấy nó có một cái hơi sương hơi khói mà nó láng đáng như cái một cái cổng thiền môn á, nó mở ra một cái sự sẻ chia với nhân loại bằng cái tình mà không có bi lụy, không ai oán. Bởi vì tôi thấy là trong cái lá thơ, những cái bài thơ nó mang cái tình yêu dịu dàng, nhưng mà cái hạnh phúc không có đơn giản, ở đâu cũng có. Đủ chung một điểm là chúng ta sẽ thấy là trong cái thơ của Thanh Hải Võ Thượng Sư có nhiều phong bậc, và tôi nghĩ rằng là nó sẽ tạo cho khán giả nghe những cái cảm xúc mới, thật mới, làm cho người ta thánh thiện hơn, giống như một những thông điệp mà thi sĩ Phi Vân trang trải trong cái cuốn sách thơ là Người Tình Thiên Cổ. Xin được Châu Bình Hương gửi tới ngài Thanh Hải một lời chúc chân thành nhất, tốt đẹp nhất của Bình Hương gửi tới ngài Thanh Hải. Hương thì có yêu thơ và cũng hay đọc thơ, nhưng mà có lẽ lần đầu tiên mà những vần thơ có thể làm cho thực sự trái tim của Quỳnh Hương rung lên, đó chính là những vần thơ trong hai cuốn sách của ngài Thanh Hải. Có lẽ là Hương ngưỡng mộ ngài nhiều lắm, tại vì những vần thơ đó nó vừa đẹp về đời, nhưng trong đó nó còn có sức mạnh về một cái gì đó mà khi Hương thấy là Hương đọc đó, mà Hương cảm thấy một cái sự thăng hoa. Nhờ có ngồi thiền, ăn chay, cho nên là lòng Hương cảm thấy rất là bình thản trước cuộc đời, cũng như là trước cái sự bộn bề trong cái nghề nghiệp của mình. Hương nghĩ rằng cần có những bản nhạc tâm linh thật sự để mang đến cho con người những cái khoảng lặng, để họ có thể biết đâu đó họ tìm lại một chút gì đó bình an trong lòng của mỗi người. Đó chính là điều mà Hương cũng cố gắng. Khi mà thuần chay thì Hương thấy con người mình thay đổi nhiều lắm, có thể nói là thay đổi một cách 180 độ đó, thay đổi hoàn toàn và mình thuần đi rất là nhiều. Nên khi mà Hương được nói chuyện với truyền hình Vô Thượng Sư mà thấy nói mọi người ủng hộ cách thuần chay thì thực sự là Hương thấy vui vô cùng. Hương vui và Hương nghĩ rằng đó là một cách rất là đúng, rất là đúng đắn. Và Hương cũng đang muốn để mà kêu gọi mọi người là hãy cùng nhau thuần chay. Đó cũng chính là cái điều mà Hương đang mong muốn đấy. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Hương thấy là điều ngài đang làm là một điều rất là vĩ đại. Và Hương nghĩ là với những người mà làm một việc chung cho thế giới này thì đều đáng được cho tất cả mọi người cùng ngưỡng mộ và ủng hộ.
weren't vegan, were beasts. Mình thấy đó là những cái lời kêu gọi rất là hợp lý trong cái xã hội hiện nay. Một cái xã hội mà người ta sống gấp, người ta sống mà không có hòa nhập với thiên nhiên. Chính vì điều không hòa nhập đó mà con người phải gánh chịu rất là nhiều cái nó gọi là quả báo. Thì những cái lời thơ của trong cái tập thơ Người Tình Thiên Cổ đã cảnh tỉnh cho chúng ta, đã nhắc nhở chúng ta là nên sống làm sao cho nó có một sự quân bình, và quan trọng nhất là sống trong tình yêu thương. Nếu mà nói về cái quyển sách nghệ thuật thiên đàng này, mình rất là khâm phục. Khâm phục Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư ở chỗ là Ngài sống ở trong một cái thế giới của Ngài và Ngài đã vẽ ra được nó. Tôi chúc cho Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư sức khỏe dồi dào và có nhiều cái hoạt động vì cộng đồng, vì hòa bình thế giới và vì vạn vật nhiều hơn nữa. Chia sẻ với lại Thanh Hải Vô Thường Sư là những tác phẩm này là tuyệt vời, nên viết nhiều thêm nữa để mà quảng bá cho mọi người. Thì cái tính, cái lòng từ bi bác ái của Ngài quá lớn, nó bao trùm cho, giúp cho những cái người chúng sanh họ cảm nhận và để nó nâng cao lên. Dạ, cảm thấy chất chứa ở trong lòng Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư rất nhiều những tình cảm dành cho muôn loài trên thế giới cũng như vũ trụ này. Những ai mà được đọc những tập thơ của Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư thì mọi người sẽ thấu hiểu được là ngoài Thanh Hải Vô Thường Sư là một nhà lãnh đạo thông minh đại tài, Ngài còn là một thi sĩ nghệ sĩ đại tài. Minh Hà đã đọc rất nhiều thơ của Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư, và một trong những bài thơ mà Minh Hà phổ của Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư đó là bài Nàng Trăng Của Ta. Những phần thơ thực sự đã gây cho Minh Hà rất nhiều những cảm xúc. Minh Hà cảm thấy những phần thơ như muốn nói lên tất cả những nỗi lòng của Ngài Thanh Hải để dành tặng cho tất cả mọi người ở địa cầu này, với một tình cảm rất là thiêng liêng. Thực sự dùng lời cũng không thể nói hết ra được. Minh Hà cảm thấy đây là một kỷ niệm rất là khó quên khi mà mình đã phối lên từ một bài thơ hay đến như vậy mà để trở thành một bản nhạc. Và Minh Hà đã thấy mọi người cũng nghe và mọi người cũng cảm thấy rất là thích. Qua cái quá trình mà tôi được đọc và được thưởng thức về hai cái cuốn nghệ thuật thiên đàng và Người Tình Thiên Cổ, tôi cũng cảm nhận được cái sự gần gũi, sự thân thuộc đối với chính những cái tác phẩm và đối với sư phụ. Thế giới thường trai thì chắc chắn là thế giới sẽ từ bi bác ái, thì sẽ không có còn chiến tranh, không còn gì nữa, không có còn giành giật nhau gì nữa, thì không chiến tranh thì tức là sẽ hòa bình. Đây là thiên đường. Supreme Master Qinghai's poetry collection, The Love of Centuries, in English, Aloxese or Vietnamese, Chinese, French, German, Korean, Mongolian, and Spanish editions, are available at www.smchbooks.com. Celestial Art is available online at www.smchbooks.com.
thecelestialshop.com for the English, Chinese, and Aleksis or Vietnamese versions.